33 Immortal Game Roguelite. What power? Anh có power nữa. Nào xem nào. À, đoạn giới thiệu. Nhạc trời bé thế nhở? Inferno. Đồ họa con này thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Content not final. Đát là cách à. Ừ, nhìn giống kiểu HD nhờ. Ui, bắn đi xong rồi rút lại. Giống kiểu con Kalista. Rebel Soul Pick Token. Nhặt đồ. Điều khiển khó bởi vì là cái đát của nó có thời gian cooldown. Map này. Button on the map. Đây là chỗ điểm này. To Chamber là sao? Ơ? À, bắn xong là phải hút mũi tên về. Ok, tìm thấy mấy cái này thì phá nó. Được bon này. Totu Te Chamber là cái đéo gì? Bon xin next to it. Hồi máu à? 25 cái xương này để hồi máu. 50 cái thì được cái dịch chuyển và 100 cái thì được cái key. Và thử thế nào. Ôi, chúng mày điên à? Chúng mày điên à? Mẹ. Cái gì nó vừa bảo mình làm cái gì đó gì nhở?
Tuto Chamber Difficult. Rất là khó. Không được vào đây một mình. Ui mẹ, bọn này nó mạnh vãi thái ạ. Nó bảo mình không được vào đây một mình. Vào đây phải có party hay sao ấy. Ôi giống kiểu Hades nhờ. Bị drop FPS á. Anh chơi thì mượt lắm. Đắc hút này. Anh chơi mượt vãi luôn. Quét này. Hey you. Ui, mọi người nhìn thấy nhiều người chơi đang chạy không? Nó kiểu game online ấy. Áo choàng. Ui, còn đi kiếm đồ này. Đây, pack đây, pack đây. You gain cộng 1 empathy. Equip này, mình có mỗi một lỗ. À, mình đang ở đâu nhở? Mình đang đây. Đi sâu vào trong đây nào. Cái gì? Lấy vũ khí miễn phí á? Trên Ninh. Không, game này khả năng là không nạp tiền đâu. Với cả nó vẫn đang là bản thử nghiệm. Chưa biết bao giờ thì ra chính thức. À đây, vũ khí đây. Gậy phép này. Khác thế nào? Cái này cận chiến này. Ui. Heavy này, rồi kiếm này. Sao có 4 vũ khí à? Đỡ à? Hả? Sao hông chuột trái không được nhờ? Cung là cái đầu tiên mình dùng rồi. Dùng thử quả này thế nào. Đánh tập ra nào. Mình vẫn phải trải qua những cái tập luyện ban đầu. E để bắt đầu. Đây là thoát ra.
À, sao không được nhỉ? À, đỡ bất lực. Ui. Đỡ là phản đòn. Được, 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 được. Cái kiếm này ngon này. Ui mẹ, chưa gì đã mất 50 máu rồi. Quái vật sẽ rơi đất khi bị tiêu diệt. Đất này điểm gì? À, E là tăng tấn công, F là tăng máu, C là tăng cái đéo gì nhở? Hình này là hình gì ta? Được kim cương này. Ok, mình phải làm hết cái hướng dẫn ban đầu của nó. Bắt đầu luôn đi. Ui, còn tí máu. À, dùng bon để hồi máu hay lấy teleport các kiểu. Thật ra cái con này, cái điều khiển của nó nhìn nó hơi chậm một tí. À, chưa được đi đánh thử cùng đồng đội xem nào. Ok. Hồi máu này. Cái gì? Chạy vào lửa. Đây là chết trong 30 giây. À, đồng đội cứu được. Nếu mình chết mình sẽ vào trạng thái linh hồn. Và trong 30 giây đồng đội mà cứu kịp là mình sẽ được sống lại. À, cái gì? Giết đồng đội à? Hồi sinh đồng đội này. Thế thôi à? Gì đây? Còn gì đây? À, cái gì? Vào party à? Ba ba Immortal. Đây là giáp. Được 20 giáp. Cái này chỉ dùng trong co-op được thôi, khi mà có đồng đội. Giữ ship. Tăng tấn công.
Chạy vào đây. Ủa mẹ sao có vẻ khó thế nhở? Adventure chưa có này. Rồi hết rồi. Thử ra đi đánh một bàn xem nào. Bên này cam nó tối á. Mình có 90 cái kim cương kìa, không biết mua được gì không nhở. Ui vớ vẩn, đi đánh xong rồi kiếm được thêm đồ. Kiếm đây. Lác mẹ rồi. Ui crash à. Đúng là cờ lâu beta vẫn còn lỗi rồi. Game này nó lại đéo có trên Steam cơ. Mẹ thế mới dị chứ lại. Game lại không có trên Steam. Mà đang là bản test. Một trận đánh của mình là lên tới 33 người. Các bạn nhìn nó là con HS nhờ. Không, đi đánh PvE 33 người phối hợp. Đéo hiểu sao đông thế. Mẹ 3-4 người tôi đủ loạn rồi. Ui bọn này có cái gì này. Vũ khí mới à. 6 pack. Đây là cái gì. Ui đồ epic này. Hướng dẫn nào. Vẫn quét đấy. Enternal Gate. Có đi đánh boss. Đây. Cái này thì 22 người, cái này 11 người, mở sẵn cái 33 người này. Và thử xem nào. Mẹ lại lag rồi. Như vậy là lại lag mẹ rồi. Đây được rồi, được rồi, được rồi. Ui, vừa vào các bạn đã đánh nhau túi bụi mẹ rồi. Đây, người chơi nó phân bổ ở khắp nơi này. Người chơi phân bổ khắp nơi này. Chúng mày đánh về cho người khác đánh với chứ. Ui.
Chúng nó đánh hết mẹ rồi. Đây đây, có quái đây rồi. Mình mà đéo giết quái như là mình đéo được gì hay sao ấy. Chưa hiểu nhiệm vụ của nhảy cái này cho lắm. À, có gì cơ? Dương. Mình có một viên teleport. Không đồng đội cho lắm nhỉ. Đây là mạnh ai để đánh ấy chứ. Mà đánh quái có thấy rơi ra đồ đéo đâu. New pack này. Ê, cái kiếm này có cái chiêu đỡ này lợi vãi. Đâu hết rồi. Hỏi chấm thế này này. Úi dồi ôi, đéo to thế. Bót đây à. Đánh đéo mất máu luôn. Xuống 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 đây cả chúng nó thế nào. Vừa có một đám ở quanh đây mà. Đi đâu hết rồi. Ước nguyện ở đâu? À đây, 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 đây. Chỉ được một phát thôi à? Thank you.
Ôi trời ơi mẹ. Cái kiếm này có cái đòn đỡ này ngon. Đồng đội ơi, mẹ. Bỏ mẹ rồi. Cái chỗ xương này mình mua được có đúng một lần. Rồi còn 39 xương, phải tìm cái chỗ khác để hồi máu. Mà đéo biết boss ở đâu nhờ. Đây ra đây các bạn ơi. Có thằng chết rồi. Có thằng chết rồi. Ra đây người ta mới cứu được chứ. Ôi, thế anh phải đi cùng nhau. Skill á, đéo biết skill dùng cái gì ở đây. Một người nữa. Đó. À phải đủ bình này mới thì mới dùng được này. Chưa đủ. Ui một đống bon này. Ôi, đùa rồi. C thế nào? C là cái gì nhở? C là cái gì ta? Không biết là cái gì? Còn nó còn có skill các kiểu cho mình đéo có nhở. Mất mana. Hậu chuẩn mất mana. Ui nó sắp được pet theo kìa. Khéo luôn. New chamber open. Có cửa nào đấy vừa mới mở ra.
mẹ gần hết máu mẹ rồi. Làm cái key thế nào? Key này đéo biết dùng làm gì. À, vào cửa, vào cửa. Đấy, kết hợp, kết hợp. Đâu hết rồi. Bót kìa, bót kìa, bót kìa, bót kìa. Ây da. Ui đạn mình bé quá, mẹ con này cũng to này. Thôi chết rồi, cứu 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 cứu. Uầy đồng đội chưa. À thằng này nó rất cốc lát. Mẹ quái đánh khỏe thế. Quái trâu vãi đái ạ. Ui hai máu. Con này chết sau 12 giây này. Như là party 6 người như vậy, 33 người đéo đâu nhở. Trời ơi. Chỉ được chết một lần thôi. Chỉ được chết một lần thôi. Thua mẹ rồi. Mẹ nhìn bọn này trông đồ đạc nó kinh không. Ờ bảo sao ở ngoài là đi đánh bình thường là để cấy cấp. Thế cái chìa khóa để làm gì nhờ? Mẹ, có chỗ để mua đồ không? Lấy đâu ra con test ra. À đây, kim cương để mở này.
Vừa xong mình đã kịp mở dương đéo đâu. Ok, lại đây. Dùng cái kiếm này là ngon mạnh nhất rồi. Xem relic á, relic là gì? Được đấy, game này có vẻ được đấy. Ôi ôi mẹ mày, ba cái ông này, hai cái ông này gây sự về thú dữ rồi. Nó bị lag. Đéo phản được à? Nếu phản được đòn của tinh anh hay sao ấy. Dỗ đi anh em ơi. Phối hợp. Đây rồi, đúng rồi. Cho nó đi. Hình như bắt buộc phải giết boss hay sao ấy. Nó canh kỹ á. Đi được. Ây da. Cứu tôi với. You are captured. Cứu. Cứu với. Chết mẹ luôn ạ. Ok, cứu đi. Đi. Đéo cứu tao mẹ. Thằng kia cố cứu mình. Chết mẹ luôn. Đâu relic, đâu relic là ở đâu? Update này, empathy là gì nhờ? Empathy là gì? Sự đồng cảm là cái đéo gì.
À đây lấy trưởng này. Ôi lập party được này. Thế này thì party 3. Đây phải có đồng đội đi đánh cùng nhau. Đi vào cửa các thứ nữa thì phải 6-7 người. 3 là để cái lúc mà mình dùng cái chiêu mà cho đồng đội hưởng giáp ấy. Thông thường thì 6 đứa đi cùng nhau là vào chung một cửa. Đi cùng nhau đi các bạn ơi, đi cùng nhau đi. Rồi né này. Ui. Có cửa nào mở kìa. Ôi chết mẹ rồi, vào đây một mình rồi. Cộng thêm thu thập đút farm mới nhanh được. Thôi xong đóng mẹ cửa rồi. Đê. Chơi này đâu có bắt đi thì chết à. Kìa, thêm người nữa rồi. Mẹ vừa lấy 6 thằng còn đéo ăn nổi nữa, giờ 2 thằng. Game này thì thật ra đánh cẩn thận thì mình vẫn né được. Mẹ nó lag. Cứu tôi. Người anh em. Kìa, yeah, có đồng đội vào. Rồi. Quái đông đấy nhờ. Ta đéo đỡ được. Ui.
Khó đỡ vãi cất ạ. Đấy, tôi đánh hết bọn trẻ con rồi đấy. Người làm chó hưởng rồi, mẹ. Đánh cả đống rồi, mới có mấy ông trẻ con bay vào. Giết nó đi anh em. Kịp lại, ăn kịp lại. Yeah. Ôi mở mất chìa khóa. Đệt, không có cái chìa nào. Rồi giờ mới hiểu cái chìa dùng xương để vào đây mở ạ. Uniquezelic. Ôi đồ hiếm à. Hồi máu đã. Zizone làm gì, nhưng mà cái đấy ngon mà. Uniqua mà. Uniqua là ngon mẹ rồi. Bây giờ đang đi kiếm chỗ cộng điểm đây. Cộng điểm chỗ nào nhá? Úi dồi ôi. Ui, tham gia ăn được con tinh anh thành công này. Úi rồi. Kìa kìa. Có chìa khóa thôi. Buồn rồi, mẹ chúng có nhanh quá. Thiếu người, thêm người nữa. Rồi ok. Đúng rồi, khiên đến khi nào mà mình bị đập vỡ thì thôi. Đây này, nó tương đương cả 23 máu.
Kiếm của chiêu parry này ngon vãi. Vừa nói xong bị đấm luôn. Đi 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 đi, kiếm cửa để vào đi. Mình có tới hai cái chìa khóa cơ mà. Ba cái chìa khóa rồi. Bây giờ mình mua mẹ cái teleport. Rồi, tìm thấy cửa nào gần thằng nào thì mình bay. Thằng nào mà ở gần cửa mình bay. 6 trên 12 rồi này. Đấy, đây 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 đây. Đây ngay đây. Vào đi các bạn ơi. Mẹ tôi biết chơi rồi. Có tới 3 chìa khóa các bạn. Ui, team mày vẻ mạnh đấy. Team mày có vẻ ngon đấy. Ui, đồng đội đánh hay quá. Ít mẹ. Ôi, đi, 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 đi. Tạo kiên đã đầy đâu? Ui vẫn còn à? Mẹ vẫn còn boss kìa. Mình mà chết nữa là mình đi đấy. Một máu. Đây này, cái lực ấy chưa đủ thì không tạo được khiên. Ôi, các bạn đánh chết nó đi. Tôi đéo tham gia được đâu. Tôi chờ thu hoạch thôi. Block được chẳng may trượt cái là nằm đấy. Đấy. Nghe được đồ gì cơ? Đồ màu xanh nước biển này. Uniquere này.
Đồ nào common thì mình đi roll. Thử đi roll cái nhá. Rare. Vẫn rare. Rare là thấp nhất à? Rare là thấp nhất hay sao ấy? Trời ơi. Cửa đây sao đéo vào? Đi mẹ dịch chuyển. Dịch chuyển xuống đúng cái bọn đang đấm nhau ạ. Mấy thằng bắn cung của con gấu là chiêu tàng hình. Sao được cơ? Ui, thế cái kiếm này quá mạnh. Lát này nó bị lỗi này, con bị lỗi này. Đéo hiểu sao mà để trúng được. Được đấy, ngày mai cày tiếp. Giờ 5 giờ nghỉ thôi. Con game này ok đấy. Hiện tại thì vẫn đang ở bản test thôi. Không biết bao giờ ra chính thức nhờ.
Rồi, dắt con mèo đi này. Ở chỗ chọn vũ khí có quyền chọn relic. Ba trăm g. Reroll relic. Y 20% chipter. Rẻ hơn à? Reroll rẻ hơn à? Ơ, vừa nãy mình nhặt được nhiều đồ lắm cơ mà. Đây à? Ơ, cái này là sao nhỉ? Cái này là nó cộng thẳng vào người à? Empathy là gì à? Đéo biết. Sưu tầm à? Không, nhưng mà có mấy thằng cầm đồ đẹp lắm. Đéo hiểu làm nào. 12 pack to unlock weapon mastery. Là sao ta? 12 pack là cái đéo gì ta? Bà hướng dẫn có phần chỉ số à? Đâu? Máu này, lút đồ này, party này, cái này là hồi sinh này, hóa ma này, đéo có. Ui, boss đây cơ mà. Mình đã mình đã được nhìn thấy con boss đéo đâu. Mình mới chỉ được nhìn thấy con tinh anh thôi. Character á? Đâu? Character chỗ nào? Đây. À, nó là cái chiêu tạo khiên của mình đây đúng không? Đây là nó là cái chiêu tạo khiên của mình. Thế thôi, mình sau mình cứ attack với cả máu thôi. Sau cứ attack với máu mà dã thôi. Trên đinh này chưa mở. Hết rồi. Rồi, ngày mai chiến tiếp. Ngày mai sẽ cày con này. Còn hôm nay đến đây đã. Đi ngủ đi. Ngủ muộn quá rồi. Rồi, thank you anh em nhá. Chúc anh em ngủ ngon nhá. Có gì mai chúng ta gặp lại.